Sau khi gây hoang mang với hình ảnh ăn mặc rách rưới lang thang trên đường phố, Quách Tuấn Du tiếp tục thu hút sự quan tâm từ công chúng với những chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình. Mới đây, Quách Tuấn Du đã có những tiết lộ về chặng hành trình hoạt động nghệ thuật ở năm cũ 2023, đồng thời nói về kế hoạch trong năm mới 2024. Theo đó, khi được hỏi về việc sang Mỹ biểu diễn, nam ca sĩ cho biết năm nào bản thân cũng đi. Trong năm 2023, anh vắng bóng vì lý do sức khỏe. Em sẽ có kế hoạch sang Mỹ trình diễn bởi vì em vắng ở Mỹ cũng hơn một năm rồi. Những năm trước thì năm nào em cũng đi, em đi sang Mỹ 13 năm liền, chưa có bao giờ em ngưng cả. Em cứ bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam, mật độ em đi còn nhiều hơn em ở nhà nữa, Quách Tuấn Du nói. Giọng ca gốc An Giang chia sẻ có thời điểm tần suất sang Mỹ còn nhiều hơn ở Việt Nam, điều này dẫn đến sức khỏe suy kiệt vì chạy show. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn tiết lộ bản thân từng bị đột quỵ trên máy bay, được các tiếp viên hàng không cứu mạng. Có thời điểm em bị đột quỵ, oxy không còn nữa, thậm chí các tiếp viên hàng không phải dùng máy trợ lực oxy để giúp và cứu mạng em trên máy bay. Có thể mọi người đọc báo cũng biết điều này. Thế nên trong năm 2023 vừa rồi, em ở Việt Nam vừa hát vừa tập thể dục, chăm sóc bản thân nhiều hơn để năm sau em đủ sức khỏe, đủ năng lượng quay trở lại thị trường Mỹ phục vụ khán giả, Quách Tuấn Du kể. Những chia sẻ của giọng ca Đêm Dài Lắm Mộng đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả mong rằng nam ca sĩ giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức để tránh những sự cố không mong muốn. Cách đây không lâu, Quách Tuấn Du từng khiến công chúng hoang mang khi xuất hiện với bộ đồ rách rưới, vác bao tải đi lang thang ăn xin trên đường ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ở một góc quay khác, anh còn đứng hát dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vốn là một người nổi tiếng nên khi chứng kiến hình ảnh sa sút hát rong trên đường của Quách Tuấn Du khiến nhiều khán giả cực kỳ lo lắng, thậm chí một số người còn e ngại cho trạng thái tinh thần lẫn tình hình cuộc sống tài chính của giọng ca gốc An Giang. Trước tình cảm của người hâm mộ dành cho mình, nam ca sĩ đã nhanh chóng có động thái đính chính. Trên trang cá nhân, anh cho biết hình ảnh ăn xin hát rong là để phục vụ cho MV Gã Ăn Mày mới phát hành. Trước khi đi lang thang trên đường phố, anh cũng mặc quần áo và trang điểm tương tự để biểu diễn ở một phòng trà. Nghe xong những chia sẻ của Quách Tuấn Du, khán giả mới thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì nam ca sĩ vẫn ổn, đồng thời khen ngợi sự hy sinh dành cho nghệ thuật của anh. Quách Tuấn Du sinh năm 1981, là một ca sĩ nổi tiếng vào những năm 2000, đặc biệt là khu vực miền Tây sông nước. Nhiều khán giả yêu mến còn đặt cho anh biệt danh là ông hoàng nhạc Bolero Remix. Nam ca sĩ từng là thành viên của nhóm D&D và được danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn ưu ái nhận làm con nuôi. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, giọng ca gốc An Giang từng chia sẻ bản thân gặp nhiều tai nạn, thậm chí có 4 lần chết hụt. Đó là lý do vì sao anh quyết định lập di chúc ở tuổi 41. Quách Tuấn Du cũng từng công khai khối tài sản trong di chúc gồm 2 nhà phố, 1 căn hộ đất, tiền gửi ở nước ngoài, tiền mặt và vốn liếng cùng hợp với bạn bè ước tính hơn 20 tỷ đồng, tất cả đều để lại cho gia đình. Trải qua vài cuộc tình, Quách Tuấn Du hiện tận hưởng cuộc sống độc thân trong căn nhà sang trọng và hiện đại. Ngoài công việc kinh doanh riêng, anh cho biết bản thân vẫn rất đam mê ca hát và ra sản phẩm âm nhạc đều đặn.